Ngày 5 tháng 1, ngày hội du lịch Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều chính thức khai mạc tại công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ, rạch Khe Luông, khu vực nhà hàng Hoa Sứ. Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương. Sự kiện là dịp để quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Ninh Kiều, trong đó nổi bật là Bến Ninh Kiều, điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long, các đặc sản, ẩm thực địa phương, đồng thời tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa các đơn vị kinh doanh du lịch và các dịch vụ liên quan, thúc đẩy giao lưu, gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống. Lễ khai mạc là chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ngợi ca đất nước, thành phố Cần Thơ và nét đẹp của Bến Ninh Kiều. Điểm nhấn của ngày hội năm nay là hội thi hoa đăng và trình diễn khinh khí cầu. Các hoa đăng mô hình dự thi sẽ được giữ lại tại rạch Khe Luông, phục vụ du khách thưởng lãm đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cùng ngày, nhiều hoạt động cũng đã diễn ra như các gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của các quận, huyện và thành phố Cần Thơ, trưng bày sản phẩm ô cốp, ẩm thực đặc sắc của địa phương, triển lãm nghệ thuật ánh sáng, nét đẹp Tây Đô. Ngày hội diễn ra từ nay đến ngày 7 tháng 1 với 15 hoạt động, trong đó có nhiều hoạt động để du khách tham gia trải nghiệm như vũ hội đường phố, âm nhạc đường phố hoặc náo trò chơi dân gian. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết Ninh Kiều là địa phương có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là về du lịch. Năm 2022, quận Ninh Kiều đã đón khoảng 4,6 triệu lượt khách, chiếm gần 90% lượt khách của thành phố. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngày hội du lịch Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều là sự kiện nổi bật mang đậm nét đặc trưng sông nước, là một trong những hoạt động điểm nhấn của du lịch thành phố trong quá trình phục hồi du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều thực hiện tốt công tác quảng bá, tuyên truyền các hoạt động sự kiện văn hóa trên địa bàn để thu hút du khách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong quá trình tham gia ngày hội.